Chân không và môi trường chân không có mặt ở nhiều lĩnh vực khoa học cũng như sản xuất thực tiễn. Một chân không là gì? Chân không là không gian không chứa các vật chất, xuất phát từ vacuis theo tiếng Latin có nghĩa là bỏ trống hoặc khoảng trống. Như vậy chân không có thể tích khác không và khối lượng bằng không. 2. Lịch sử nghiên cứu về chân không. Chân không là một trong những chủ đề thường xuyên của các cuộc tranh luận triết học từ thời Hy Lạp cổ đại, nhưng đã không được nghiên cứu thực nghiệm cho đến thế kỷ 17. Xuất phát từ phát minh tạo phong vũ biểu hay áp kế của nhà vật lý học Evangelista Torricelli, sau đó, nhà vật lý học Blaise Pascal đã làm sáng tỏ những khái niệm về áp suất và chân không bằng cách khái quát hóa công trình của Evangelista Torricelli. Trong năm 1654, Otto von Guericke phát minh ra máy bơm chân không đầu tiên và tiến hành thí nghiệm bán cầu Magdeburg nổi tiếng của ông. Chân không đã trở thành một công cụ có giá trị công nghiệp trong thế kỷ 20 với sự ra đời của bóng đèn sợi đốt và ống chân không. 3. Đo lường chân không. Chất lượng của chân không được biểu thị bằng lượng vật chất còn lại trong hệ thống. Chân không được chia làm nhiều mức khác nhau với các chỉ số biểu thị trong bảng đo lường trên. Perfect vacuum là trạng thái lý tưởng của chân không. Ở trạng thái này không tồn tại bất cứ hạt vật chất nào. Thực tế cho thấy rằng ở bất cứ đâu trong vũ trụ chưa có nơi nào tồn tại áp suất chân không hoàn hảo như lý thuyết. Những thí nghiệm và ứng dụng chỉ có thể tạo ra khoảng không gian chứa một số nhỏ lượng vật chất và áp suất thấp. Chân không còn nhiều điều đặc biệt mà con người chúng ta đang dần khám phá và ứng dụng. Theo dõi HKTech để tham khảo nhiều thông tin khác về chân không nhé.